học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước bước vào đổi mới chương trình sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới tại thành phố Đà Nẵng. Do học sinh chưa thể đến trường học trực tiếp, việc dạy học chương trình bằng mọi hình thức trực tuyến đang được các trường linh động triển khai. Chưa được đến trường để gặp cô, gặp bạn mới, nhưng qua 3 tuần học trực tuyến, đến nay em Phạm Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà, đã làm quen được với các bạn trong lớp, bắt nhịp với chương trình học mới. Là em quen hết các bạn trong lớp rồi. Học trực tuyến thì có thuận lợi là các cô với các cô chủ nhiệm và các cô bộ môn thì rất thân thiện, cô dành khoảng thời gian còn lại thì dạy kỹ hơn. Sau 2 tuần ôn tập, hệ thống lại các kiến thức cũ, hơn 1 tuần nay, học sinh các bậc học của Đà Nẵng đã bắt đầu học kiến thức mới qua hình thức trực tuyến. Là năm đầu tiên giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các giáo viên dạy lớp 6 đã được tham gia nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và cả cách thức dạy học chương trình theo hình thức trực tuyến. Bản thân giáo viên chúng tôi thì cũng đã được tiếp cận với các cái mô đun bồi dưỡng của Bộ Giáo dục, cho nên là chúng tôi cũng đã nắm được cái tổng thể chương trình cũng như là hiểu được những cái phương pháp dạy học tích cực để có thể là phát huy được cái năng lực và phẩm chất của học sinh. Và đặc biệt đó là khi mà chúng tôi dạy học trực tuyến thì tôi có thể sử dụng một số cái trò chơi tương tác online, và những cái trò chơi này nó vẫn có thể là khơi gợi được cái sự thu hút đối với học sinh. Để tạo thuận lợi cho cả người dạy và người học trong thời gian dạy học trực tuyến, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy và học hợp lý, thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh về nội dung dạy học, không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục Đào tạo. Thời gian dạy học một tiết học, số tiết học trong một buổi học được điều chỉnh giảm tải so với dạy học trực tiếp. Thì trường trung học cơ sở Lê Độ, ban giám hiệu đã sắp xếp cái thời khóa biểu học rất là hợp lý. Mỗi tiết học ngắn lại chỉ còn 35 phút. Và như thế thì các em học sinh nó đỡ bị mệt, nó đỡ bị mỏi mắt trong quá trình học. Thêm vào đó thì thời gian nghỉ giữa giải lao, giữa 4 tiết học là tới 30 phút. Các em có thời gian để sạc pin điện thoại, sạc pin máy tính, thì đảm bảo cho cái việc học của các em. Điểm thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới là việc tổ chức hoạt động dạy học sáng tạo để học sinh tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh tri thức. Tuy chưa thể đến trường để trực tiếp dạy học, nhưng thông qua sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giáo viên cũng đã chủ động tạo sự tương tác với học sinh để khơi gợi tinh thần học tập và tính tự học của mỗi học sinh.